Ukraina từ chối nhận lô 10 xe tăng Leopard 1A5 do Đức chuyển giao gần đây với lý do chúng cần sửa chữa, trong khi quân đội Ukraina không thể thực hiện. Ukraina từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1 của Đức do chất lượng kém. 3 sở chỉ huy, loạt pháo M777 bị phá hủy, SU-25 rơi. Ukraina đáp trả báo Mỹ vụ đổ lỗi cho Nga phóng tên lửa vào chợ. CNN cho biết đặc vụ Ukraine có thể đứng sau loạt tấn công bất thường ở Sudan. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Kiev gần đây thông báo cho Berlin rằng lô xe Leopard mà Đức chuyển giao cho Ukraine đã đến Ba Lan, cần phải sửa chữa với rất nhiều lỗi. Đức được cho là đã cử chuyên gia đến Ba Lan để kiểm tra lỗi của lô xe tăng này. Tờ Spiegel của Đức cho biết, theo kết luận, những chiếc xe tăng này đã bị hao mòn nặng nề trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine trên các phương tiện ở Đức. Một số xe tăng trong số 10 chiếc Leopard đầu tiên do Đức cung cấp cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp phải vấn đề tương tự. Chính phủ Đức tuyên bố chuyển thêm lô 10 xe tăng khác vào tháng 8. Tuy nhiên, mới đây, Đan Mạch cho biết chỉ có 10 xe tăng Leopard đã đến Ukraine, trong khi 10 chiếc nữa vẫn đang trên đường tới Kiev. Đầu năm nay, Đức hợp tác với Đan Mạch và Hà Lan cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard một cũ. Ngoài ra Đan Mạch và Hà Lan cũng đồng ý mua và tặng 14 xe tăng Leopard 2 từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cho Ukraine. Trước đó, hai nước nhất trí sẽ giao những chiếc xe tăng này cho Ukraine vào đầu năm 2024. Vào tháng 8, Đức cũng ủy quyền cho Rheinmetall mua và tân trang khoảng 30 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Vào hôm 19 tháng 9, Đan Mạch cho biết sẽ gửi thêm 45 xe tăng tới Ukraine, trong đó có 15 xe tăng T-72EA và 30 xe tăng Leopard 1. Các nước phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev. Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Moscow cảnh báo xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 3 sở chỉ huy, pháo M777 và bắn rơi Su-25 của Ukraine trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng phía nam của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine gần Majos và Kamenka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thương vong của APU ở hướng trên là hơn 225 quân, hai xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga đã bắn trúng một hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất, hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Vozika. Theo hướng Japorohi, các đơn vị từ nhóm lực lượng Nga được hỗ trợ bởi trực thăng, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lữ đoàn Jager số 71 AFU gần Verbovoi, vùng Japorohi. Các nhóm nhân lực và khí tài AFU bị tấn công gần Charinoi, Bologoroi và Novo Daniloka, vùng Japorohi. Hơn 175 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép và hai phương tiện cơ giới đã bị tiêu diệt theo hướng này trong ngày. Trong cuộc chiến phản pháo, quân đội Nga bắn trúng hai hệ thống pháo tự hành Karab, một hệ thống pháo M777, một pháo tự hành Akashija, hai pháo tự hành D30, một pháo MSTAB và một khẩu pháo tự hành MSTAB, một pháo D20. Theo hướng krasny Liman, Lực lượng sen của Nga cùng các cuộc tấn công của hàng không lục quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 63 và 67 của AFU gần Toskoi, Donetsk, và phía nam của Chervonaja Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Ở hướng trên, 65 lính Ukraina, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và một pháo D-20 đã bị vô hiệu hóa. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của AFU gần Staromaoskoi Donetsk. Ngoài ra, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã tấn công nhân sự và trang bị của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 110 của Ukraina gần Priyunoi, vùng Japorohi hơn 115 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, một khẩu pháo MSTAB đã bị phá hủy trong ngày. Theo hướng Kupians, hàng không và pháo binh của nhóm lực lượng jabat của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Tebacheka, Chenestina, vùng Kharkov và Stemakhuka, Lugan. 20 binh sĩ Ukraine và hai phương tiện cơ giới đã bị vô hiệu hóa ở hướng trên. Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga đã phá hủy các khẩu pháo D-20 và D-30 của AFU. Theo hướng Kherson, Ukraine mất 25 binh sĩ, hai phương tiện cơ giới và hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của AFU tại 127 khu vực trong ngày. Ngoài ra, hai kho đạn của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57 và Thủy quân lục chiến số 35 của AFU đã bị tấn công gần Slavian và Bogati. Ba sở chỉ huy của các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 67, 100 và 109 của Ukraine bị tấn công ở các khu vực Srebrenica, Grigoroka và Aleksandropol. Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Ukraine gần Novo Pokaroka, vùng Japorohi. Ngoài ra, 16 quả đạn HIMARS và một quả đạn Uragan đã bị đánh chặn trong ngày. 38 UAV Ukraine bị bắn hạ gần Novo Vodianoi, Jolotareka, Borestovoi, Alexandroka, Jeganoka, Novo Mikhailoka và Kari vùng Kherson. Báo New York Times vừa có bài viết nói rằng tên lửa Ukraine bắn trúng một khu chợ ở vùng Donbass, khiến cho 15 người thiệt mạng, nhưng đổ lỗi cho Nga. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng cho rằng tờ báo này bồi thêm các thuyết âm mưu. Tổng thống Zelensky trước đó cáo buộc Nga gây ra vụ tấn công vào khu vực chợ ở thành phố Konstantinovka ngày 6 tháng 9. Ông Mikhail Podolyak bác bỏ kết quả điều tra của New York Times rằng tên lửa xuất phát từ hướng của lực lượng Ukraine chứ không phải là Nga. Không có nghi ngờ gì nữa, việc xuất hiện những bài báo trên báo chí nước ngoài thể hiện sự hoài nghi về sự liên quan của Nga trong vụ tấn công ở Konstantinoka làm tăng thất âm mưu, ông Podolyak viết trên mạng xã hội. Ông Podolyak cam kết vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng Ukraine điều tra. Xã hội chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi rằng điều gì đã xảy ra ở Konstantinoka, như trong hàng ngàn vụ tấn công khác của Nga vào nước ta trong cuộc chiến này, ông Podolyak viết. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 6 tháng 9 khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang tham ký ép. Lúc đó một tên lửa bay trúng khu chợ ở thành phố Kostantinoka mà Ukraine đang kiểm soát, khiến 15 người dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tổng thống Ukraine đã ngay lập tức cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công. Nhiều báo chí và một số chính phủ phương Tây cũng cáo buộc Nga, nhưng sau đó hoài nghi bắt đầu xuất hiện. Bằng chứng ở hiện trường cho thấy vụ tấn công là sai lầm thảm khốc liên quan đến một tên lửa phòng không búc của Ukraine. Tờ báo Mỹ đã phân tích các mảnh vỡ tên lửa, hình ảnh vệ tinh, phỏng vấn nhân chứng và thu thập thông tin từ mạng xã hội để đưa ra kết luận này. Tuy nhiên, ông Podolyak chế nhạo ý tưởng điều tra vụ tấn công. Cần điều tra để làm gì khi tất cả đã rõ ràng với chúng tôi? Ông viết, trong bài đăng vào ngày 19 tháng 9, vị quan chức này khẳng định Ukraine hoàn toàn chỉ tiến hành các hoạt động phòng thủ, tự bảo vệ mình và lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Ukraine bị cho là từng phóng tên lửa vào các mục tiêu dân sự. Nga cáo buộc Ukraine thường xuyên pháo kích Donetsk kể từ năm 2014. Vào hồi tháng 3, Nga cáo buộc Ukraine bắn một tên lửa tốc cao vào khu dân cư ở Donetsk, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng sau khi bị phòng không Nga bắn rơi. Nga cho rằng bằng chứng thực địa cho thấy tên lửa này có nguồn gốc từ Ukraine, nhưng ông Zelensky cáo buộc Nga tự tấn công người của mình. Một cuộc điều tra của CNN phát hiện ra rằng đặc vụ Ukraine có thể đứng đằng sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng dân quân được hãng quân sự tư nhân Wagner hậu thuẫn ở Sudan. Nếu đúng như vậy, điều đó cho thấy cuộc xung đột ở Ukraine đã lan ra khỏi biên giới nước này. Một nguồn tin quân sự Ukraine nói với CNN rằng đây là hoạt động của một đội quân không phải người Sudan. Khi được hỏi liệu Kiev có đứng sau những vụ tấn công đó hay không, nguồn tin chỉ nói rằng các lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể liên quan lực lượng hỗ trợ nhanh được cho là đang nhận hỗ trợ từ wagner gần đây hứng nhiều cuộc tấn công trong nỗ lực chống lại quân đội sudan để giành quyền kiểm soát đất nước cnn cho biết họ không thể xác nhận độc lập khả năng ukraine liên quan đến loạt tấn công nhưng đoạn video mà hãng tin này thu được cho thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy kiểu tấn công của ukraine loại máy bay không người lái được ukraine sử dụng rộng rãi đã tham gia ít nhất 8 cuộc tấn công vào rsf dòng chữ tiếng ukraine được nhìn thấy trên bộ điều khiển máy bay theo các chuyên gia kiểu dùng máy bay không người lái lao thẳng vào mục tiêu rất bất thường ở Sudan và cả châu Phi. Nếu đúng là đặc vụ Ukraine đứng sau những cuộc tấn công, điều này đánh dấu sự mở rộng đầy kịch tính và mang tính khiêu khích từ chiến trường Ukraine. Không chỉ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Ukraine đang huy động rất nhiều máy bay không người lái, tấn công vào miền Đông và miền Nam nước này, nơi Nga đang kiểm soát. Một số video về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào RSF đã được đưa lên mạng từ tuần trước một nguồn tin quân sự cấp cao của sudan cho biết ông không biết gì về hoạt động của ukraina ở sudan và không tin đó là sự thật nhiều quan chức mỹ có vẻ cũng không biết và tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin nói rằng những cuộc tấn công như vậy ở sudan có thể do lực lượng ukraina tiến hành những video xen kẽ giữa góc nhìn của phi công, góc nhìn của máy bay không người lái quan sát từ trên cao và bộ điều khiển cho thấy một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra ở trong và xung quanh Oduman, một thành phố phía bên kia sông Nin tính từ thủ đô Khartoum của Sudan, nơi đang là tâm điểm cuộc chiến giữa hai phe đối địch. Theo một nguồn tin cấp cao khác của Sudan, các cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi quân Nơ tạo điều kiện cho một đoàn xe vũ khí lớn vào Sudan thông qua đơn vị đồn trú của RSF ở Anjurung phía tây nam, nơi gần biên giới với Chad. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.